Ở đây á là mình làm đo 150, làm xăng gió ở cu. Thì vô thẳng vấn đề, nhân ngộ để cho anh em dễ hiểu là bất kỳ hồng xăng nào anh em gặp trở ngại, ví dụ như hồng xăng móc, hồng xăng đồ chơi, bất kể cái thương hiệu và ngay cả hồng xăng Vin mà cũ đi trên xe nè, anh em cầm cái này nè, anh em cầm cái hồng xăng anh em để lên trên bóng đèn á, hoặc là anh em lấy cái đèn pin đèn điện hộ mình nè, anh em chiếu vô đây, anh em thấy nó ở thì á, thấy có ánh sáng chiếu qua là anh em biết hồng xăng của em á bị luồn rồi, anh trai. À, đây là chủ xe đó, em tự chiếu vô em tự coi là bởi vì nên giữ cái xe nó đi còn ngăn xe đó. Thì nếu mà vậy á thì có cái ánh sáng nó chiếu qua là nó dễ lớn ra, anti nó dễ treo ra, nhất là đối với anh em đi ở Tour Racer, cái đó là tay chuyên trị. Rồi tiếp đến vô vấn đề chính tiếp theo thứ hai là tay luôn sử dụng Oco Anisor là tại sao? Tại vì Oco Anisor này á, Oco Anisor tay sử dụng á là M5 rồi C1 hoặc 4C, nó đều kết nối với cái bộ này. Cái bộ này kêu là bộ AFR. Bộ này kêu là bộ AFR là dùng để làm cái gì? Bộ này dùng để canh xăng chính xác từng thời điểm, mà nó có phần mềm của Anisor. Phần mềm này á có nhiều chức năng hỗ trợ, ví dụ như là cái xe này đà, nó hay bị treo ga lớn ra đầu hay gì thì mình kiểm tra cái TPS được thử đó, đây là không, và cái này lên là 100 thì là TPS mình loại bỏ ra, nó không bị hư TPS nữa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em hay đi câu quạt trực tiếp rồi đó, cái xe khi lên M5 là không cần câu quạt trực tiếp. Bình thường á cái nhiệt độ nóng của máy mình là 70 mấy độ hoặc là 80 độ, thì bây giờ tay chỉnh cho tới là 68, 69 độ á là bắt đầu cái xe cái quạt của mình nó quay, là cái thứ nhất. Rồi tiếp vô là tua máy là mình quẹt về là nó chỉnh được rồi đó. Thì bây giờ mình chỉnh là xe này chưa rớt đầu là sẽ đầu Vin, thì mình chỉnh cho nó 14 mấy đây, 14.4 đây ha. Rồi lửa là tùy ý anh em chỉnh ha, xăng gió nè. Thì bây giờ vô xăng, cái bảng xăng là xe này là tay test dyno cầu Sài Gòn rồi đó. Thì bây giờ á bấm một cái thử nổ không ha. Rồi đây bấm một cái là phải nổ liền. Cái bô này là cái bô Uma nha, cái bô Uma đúng của Winner. Thì nó cái bô Uma này nó đã thiết kế sẵn cái sensor, cái lỗ sensor lớn để mà kim cái dây canh AFR này nè. Bởi vì lại tất cả mấy xe nó đều canh AFR và nó chạy dyno hết, và nó có luôn cái lỗ sensor cầm kim nhỏ. Thì tại sao mà tay xài Anisor? Tay thích xài Anisor là báo xăng canh xăng cực kỳ chính xác, nó có thiết bị để mình đo, chứ mình không có nối suông đo từng thời điểm. Quy định quốc tế là từ 12.5 cho đến 13.5 là đẹp nhất và khoảng xăng. Thì mình canh là canh trực tiếp bằng app trên điện thoại, nó rất là chính xác hơn. Nó sẽ báo là xăng RPM, RPM là 1.500 nè, nó sẽ báo là xăng nè, cái này là xăng, cái này là RPM chính xác 1.500, này là nhiệt độ máy là đang 76 độ, là nhiệt độ tốt nhất của một cái xe nó hoạt động. Cái lọc trụ này là lọc trụ KN xịn 1280, giá bán là 900.000. Cái ống su bột SWR giá là 1.500.000. Cái Ecu này là 4.800.000 là luôn tiền công canh chỉnh nha anh em. Đó là chủ xe lên combo 3 món này, Ecu là 4.800.000. Cái lọc trụ á là 900. Cái ống su bột á là 1.500.000. Còn Ecu này anh em nào muốn mua rẻ hơn tay bán là 4.400.000, tiền công canh chỉnh là 400. Rồi
xa là rất là quan trọng. Canh một lần là xong, không có cần lên nữa, bởi không có cần canh săn tới săn lui nhiều lần. Bởi vì Tây rất là thích xài ở khu Adesor M5 là vậy. Săn cụ là chính xác tuyệt đối, không sai. Bởi vì là sao? Bởi vì nó có thiết bị hỗ trợ mà.